Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, đầu tiên em chào anh Hoàng Linh, chị Cát Tường và chào quý khán giả, chào bạn gái bên kia. Em tên là Cao Văn An, 27 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Tiền Giang luôn? Trời, bữa nay miền Tây không ha. Làm gì Tiền Giang lên đi hết ông nội. Làm công việc gì? Dạ, công việc của em là nhân viên bên sản xuất giày thể thao xuất khẩu của công ty Đài Loan ạ. À. Em ở huyện nào? Dạ, huyện Trà Gạo ạ. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, trời bạn nam bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt tại trường quay hôm nay. Em tên là Quỳnh Thị Tuyết Trinh, năm nay em 28 tuổi. Em sinh sống và làm việc ở Đồng Tháp. Tiền Giang với Đồng Tháp sát bên nhau. Chỉ có xíu thôi, lớn hơn tuổi có sao không em? Dạ, không vậy, tuổi tác thì em không quan trọng vậy. Rồi, không quan trọng, bạn gái có ngại gì không? À, nếu bạn nam đồng ý thì em cũng đồng ý. À, dạ. Vậy hay quá. Em có ưu điểm như thế nào? Tính em thì rất là hiền, vui vẻ, siêng năng và có tính tự lập cao. Biết quan tâm đến gia đình, biết nấu ăn, cũng như là chăm sóc trẻ con, đam mê dòng nhạc bolero. Rồi, hồi hát bạn cô ấy nha. Còn khuyết điểm? Em có tật là hay quên. Dù là khi mà kêu em làm việc gì đó thì phải làm cho liền. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, biết hát, có tham gia thể thao. Chơi môn gì? Taekwondo. Dữ không? Có đai gì không? Sắp lên đây đen nhưng mà lúc đó em thi cao đẳng nên mới đai đỏ hả chị? Quá dữ luôn. Bên kia cẩn thận nha. Rồi khuyết điểm? Khuyết điểm của em là hay quên với nóng tính. Rồi sao hai đứa nào cũng hay quên hết trơn vậy? Con gái có thích nhạc bolero không? Dạ, em rất thích anh ơi. Rồi, giỡn vậy là một Tây hồi hai đứa gì? Kiếm bài nào hát chung nha. Tình trường thì sao nè? Dạ, em có một mối tình được 2 năm xong rồi chia tay. Sao chia tay? Tại vì do là nhỏ tuổi hơn em. Với cái thứ hai là bạn nóng tính và hay ghen, kiểm soát em luôn á. Em phải hỏi bạn trai bên kia coi, tại vì bên kia cũng nhỏ hơn đó, có ghen quá không? Em hỏi đi. À, anh có ghen không anh? Ghen nhưng mà ghen đúng mức em, đúng mức đúng chỗ. À, rồi, anh có nóng tính không? Tại vì em nóng tính mà... Nói chung là tính anh thì hiền, nhưng là nóng tính này gặp với hiền là hòa đồng với nhau. À, vậy tình trường của em thì sao? Mấy mối tình rồi em? Có 2 mối tình, em chia tay được gần 1 năm. Hôm đó là đi làm về, em cũng nhắn tin gọi điện bạn á. Thì bạn cũng không nhắn tin lại, là cũng không nghe máy luôn. Ngày hôm sau thì em qua thì em biết là bạn đó là đã có người mới rồi. Gì kỳ vậy, nhanh vậy? Dạ anh ơi, cho em hỏi, lỡ như em có công chuyện mà em không nghe máy hay không trả lời tin nhắn được rồi sao anh? Em nghe không được, em trả lời không được thì có thể là khi nào em rảnh thì em trả lời lại. Còn đằng này là không có trả lời vậy luôn em. Rồi bây giờ bạn gái muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao hơn em. Cao nhiêu em? Cao nhiêu? Dạ em cao 1m62. Dạ chị thấy cao dữ ạ. Bạn trai cao nhiêu? Dạ em cao 1m7 ạ. Được không em? Cũng được. Dạ được chị. Rồi gì nữa? Vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm chăm sóc cho gia đình, không có nóng tính, không thích bạn trai gia trưởng. Em hỏi thử ảnh coi anh có gia trưởng. Anh ơi, anh có gia trưởng không vậy anh? Anh là không gia trưởng em. Có cái mẫu người lý tưởng là giống ai không? Dạ mẫu người lý tưởng của em là anh Quyền Linh. Ồ. Rồi còn bạn trai bên kia, mẫu người lý tưởng của em sao nè? Không quan trọng về bề ngoài cho lắm, miễn là cái tính cách là tiền, biết lo làm ăn, biết quan tâm đến gia đình và đặc biệt là chung thủy như vậy là đủ à. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Hay cào nhau vậy. Ví dụ khi mà sai một việc gì đó thì nói khoảng 2 hoặc 3 lần thì đủ nghe rồi, chứ đừng có mà cào nhau càm ràm quá. Nếu mà được thì em muốn khi nào mình tiến tới hôn nhân? Dạ có khoảng 1 đến 2 năm. Có yêu cầu gì phía nhà trai nữa không? Thông cảm được công việc của em, bởi vì công việc của em là bên công tác đoàn á, thì đi hoạt động xuyên suốt à, thường xuyên nói chuyện với vận động thanh niên và tổ chức. Thì thí dụ như phải về Tiền Giang làm dâu thì em có đi được không? Chuyển công tác được thì em đi về bên chồng được. Miễn là anh có công việc được ổn định thì chồng đâu vợ đó vẫn được đúng không? Dạ. À chào em. Bạn gái bên này là cực kỳ sợ đàn ông ghen, tại vì công việc của bạn là tiếp xúc với thanh niên là nhiều đó. Cái đó thì về công việc thì em cũng không có ghen cái vấn đề đó. Mình đang sống với ba mẹ hả? Dạ đang sống với mẹ. Rồi lập gia đình là mình ở chung hay là mình ở riêng? Dạ thì em trong gia đình thì em là con trai út, nên là ở đang ở chung với mẹ luôn. Em có phải là người lãng mạn không? Nói chung thì cái vấn đề mà trong tình yêu thì em ít khi nào mà dùng lời nghĩa ngọt ngào luôn vậy. Em chỉ là thể hiện bằng cái hành động của mình thôi. Nếu kéo màn lên mà cảm thấy ưng bụng là phải có một cái pha tỏ tình gì đó lãng mạn. Dạ. Nha. Trai này hiền khô à. Chào em gái. Rồi, dễ thương quá. Bạn trai bên đây á, cao ráo ha, hiền từ, nhẹ nhàng. Không có nóng tính đâu, nói thôi với em mà la cái là sợ rồi. Nếu mà gặp chồng mình hiền quá thì sao? Dạ nếu mà chồng hiền thì tốt chứ sao anh?
Tốt. Anh này tốt đó. Nhưng mà đừng có ăn hiếp ảnh nha. Ảnh hơi khô khan chút xíu, nhưng mà nếu mà em hướng dẫn đó, em gợi ý thì chắc chắn anh sẽ làm được tất cả. Mấy người hiền là mình phải gợi ý thôi à. Còn điều quan trọng gì thì tụi em quyết định nha. Nay hai bạn có đi với người thân không, bạn gái? Dạ em đi với chị ruột của em. Dạ chị... em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, chào em trai và toàn thể những vị quan khách có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ em chào chị ạ. Em thấy vui chào không? Em. Em thấy em trai này cũng được, cũng hiền. Nhưng mà tùy duyên thôi. Tại vì duyên số là cũng do mình tự tạo và nắm bắt một phần. Cũng mong rằng hai em sẽ được hạnh phúc. Còn nghe nói em gãy tương lai thích nhạc Pororo thì hãy về đội của chị sẽ huấn luyện em nhiều hơn ạ. Đám cưới của em chị sẽ làm trực tiếp làm MC ạ. Rồi chị cũng cảm ơn em rất nhiều ạ. Em đi với mẹ em với hai anh trai của em ạ. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường, chào khán giả trong trường quay. Cô cũng nhận xét cháu gái đây cũng được, cũng dễ thương. Nhà chương trình đó cũng giúp đỡ giùm mà cho anh trai của cô thì nó hiền lắm đó. Chứ nó mà nó thì cơm nước đồ nấu ăn đồ thì giỏi lắm đó. Nó có dẫn ai về ra mắt cô chưa? Không có quen mà quen không có dẫn về. Tôi nói quen là dẫn về, còn không có tính trăm năm thôi, không có dẫn về. Cô thấy dạ. Đây dẫn về được chưa? Thì dẫn về cũng được thôi. Rồi cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Bây giờ đến giây phút là kéo cái hàng rào này ra để hai bạn gặp nhau. Mở hàng rào. Chào mừng anh dạ. Có món quà nhỏ là cái một chiếc sơ môi để tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Anh hy vọng rằng em cũng như là cái chiếc sơ môi này luôn xinh xắn và nồng nàn. Dạ. Bây giờ hai đứa coi tính coi hát bài Bolero nào thử coi hợp không? Em thích bài Lại Nhớ Người Yêu không? Anh hát tặng em bài Bolero đi rồi em sẽ hát anh một câu vọng cổ. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy, tim phàng em sáng cả đời anh. Vô vọng cổ liền, vô luôn. Còn có đêm nay tâm tình này em xin thốn càng, để sáng mai này thuyền hoa tách bến đưa bước em đi về nơi xứ lạ, bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm em đêm. Sao chị cười cười dữ vậy chị? Dạ tại em hát dở quá. Không phải em. Tại không có đàn thôi. Bắt lạc tông chút thôi. Bây giờ hai đứa tâm sự nhau đi. Dạ anh nhận xét em như thế nào anh? Nói chung này lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em cũng rất là xinh. Dạ em cảm ơn anh. Và cũng hiền. Còn em cảm thấy nhận anh như thế nào? Khi mà gặp anh rồi thì em thấy anh giống như là một người rất là thân mến với em. Người mà em đang tìm. Anh rất là hiền và dễ gần gũi và hòa đồng. Công việc của em là ở bên đoàn trường hay gì em? Dạ, bên xã đoàn anh. Xã đoàn. Dạ, công tác bên đoàn thanh niên. Lúc trước thì anh cũng là sinh viên, cũng có tham gia công tác đoàn, cho nên là cái vấn đề đó anh cũng hiểu. Dạ. Anh với em quen nhau và thấy hợp vậy thì tiến tới hôn nhân hay là em cần khoảng thời gian nữa không? À, dạ, tại vì em muốn tìm hiểu thôi, tại vì em sợ cái người mà nam mà gia trưởng như nóng tính lắm, tại vì tính em nó nóng, em cần tìm một người là nguội để giảm bớt cái tính nóng của em. Em cứ yên tâm đi, anh tính anh hiền, không có nóng tính đâu. Nhưng hòa với em được. Dạ. Thế giờ bây giờ cổ nóng quá, cổ quýnh em thì sao? Dạ chắc không có quýnh đâu nè. Thí dụ nóng quá quýnh sao? Thì em làm gì? Chạy. Chắc em nhưng mà chạy thôi chứ. Chạy thôi hả? Thôi thôi không có quýnh đâu, trừ trường hợp còn lỡ tay được. Rồi. Hoặc là mình làm gì quá đáng rồi. Đúng rồi, anh thấy bạn này hiền lắm, có gì đâu nói chứ. Bên kia làm gì có chuyện quýnh đây, không? Rồi, bây giờ em đang suy nghĩ gì về người đối diện? Và nói tất cả những gì mà mình ấp ủ trong lòng từ nãy giờ, nói cho cô biết đi, rồi ta tiến hành bấm nút. Thì nói chung là ngày hôm nay anh với em được ngồi tại đây thì cũng như một cái duyên. Anh với em cũng chờ đợi khoảng thời gian cũng khá là lâu mới có cơ hội gặp nhau. Thì anh cũng cái khoảnh khắc này anh rất trân trọng và xem nó như một cái
kỷ niệm quý giá nhất của anh cũng như là với em. Em có thích hay xem phim không? Dạ có, nhưng mà thường em xem ở trên TV không ạ. Anh cũng xem phim trên TV không ạ. Anh cũng mơ ước là được một lần ngồi ghế đỏ để mà xem phim. Thì ngày hôm nay á, chương trình có tặng cho anh với em hai vé xem phim. Thì anh... Không có tặng không? Không, mình dự tính trước anh. Vé đâu cho? Nhưng mà em đồng ý thì chương trình sẽ tặng cho anh với em hai vé xem phim. Không có. Anh em cũng trải nghiệm. Không có, chương trình này không có vé xem phim. Tự lo. Cái gì còn trên bàn, còn cái gì nữa kìa? Để đây lát em hát một nữa, tặng nữa. Hát nữa, tặng nữa, tỏ tình đó hả? Hiện tại giờ em đang ở Đồng Tháp luôn em. Dạ đúng rồi, em làm việc ở Sáng Khánh của huyện Châu Thành. Nói chung thì cũng tương đối gần với Tiền Giang của anh. Anh thì khúc trên Mỹ Tho. Một tuần lễ giờ em rảnh được bao nhiêu ngày? Em đi làm là được nghỉ thứ bảy chủ nhật, có hoạt động thì em sẽ đi hoạt động. Anh cũng làm việc giờ hành chính hả anh? Anh làm giờ hành chính không ạ? Dạ. Qua thăm em thì anh sẽ gọi trước, báo trước cho em thì em sắp xếp dạ, được. Dạ, tại vì từ Tiền Giang mà qua bên Đồng Tháp em cũng gần. Còn vụ này tới chừng nào mới đưa? Hát hò gì đó. Tặng em một cái văn học này anh sẽ hát một hát tặng em. Lần đầu gặp em anh cứ thương em nhiều. Chắc em là cô Tâm miệng sợ, cô Tâm ngày xưa hay là... Trời ơi. Chung có quên nè. Làm lại, nắm tay vô. Rồi, nhìn thẳng vô mắt nhau, hát lại cái bài này tỏ tình lãng mạn đó. Bài nhớ nhiều. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em. Anh nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Đêm từng màu thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến. Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Rồi. Ok, trở về chỗ ngồi đi em. Một kho tàng nhạc hết bên này đổi bài kia liền. Bấm nút là trao cái duyên cho nhau nha các bạn. Suy nghĩ thật kỹ, quyền quyết định là ở các bạn. Và hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1. Bấm đi, cặp này được lắm đó, bấm đi. Không bấm 2. Thì tôi bấm giùm cho. 3. Hết thời gian. Làm thì lo chết luôn. Sao chậm vậy em? Dạ tại em có bấm nhưng mà không có lực cho nên không vô. Rung quá hả? Dạ. Rồi nắm tay ảnh cảm nhận sao? Có truyền qua cái miếng điện nào chưa? Tay em thì ấm mà tay ảnh thì lạnh. Nhưng mà hiện tại em cũng đang hơi rung. Không. Em xin phép chị Hưng Trinh. Thấy sao? À được ạ. Con gái thấy sao con gái? Có cảm giác ạ. Rồi.